Namaste. Chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài tập trị liệu cho người cao huyết áp. Căn bệnh cao huyết áp thì được biết đến đó là một căn bệnh giết người thầm lặng, và nếu như mà chúng ta không có những cái sự điều trị kịp thời thì dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm, thậm chí là còn bị tai biến mạch máu não nữa, đúng không ạ? Và đến với bài tập ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta điều hòa lại huyết áp của mình. Và nếu bạn muốn rằng là không bỏ lỡ các video luyện tập mỗi ngày của Nga, hãy nhớ bấm đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hằng Nga Official nhé. Và cũng đừng quên theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng trở về trên đài để vào bài tập nhé. Nào, chúng ta sẽ đứng lên. Và bài tập này cũng các bạn cũng đừng lo nhé, nó rất là đơn giản thôi. Nào, trong tư thế chạy núi, hai chân của bạn chụm lại, hai ngón cân cả chân cái chạm vào nhau. Chúng ta cuộn xương cụt của mình lại. Đứng sang góc nhìn ngang thì cuộn xương cụt này, cuộn vai ra sau, đẩy ngược lên thẳng lưng, và bạn hãy siết cái cơ đùi của chúng ta lại nhé. Siết cơ đùi của chúng ta lại, rồi hai tay chúng ta chắp lại trước ngực. Nào, bạn hãy nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Nếu bạn cảm thấy chòng chành, chúng ta có thể hơi mở hờ mắt ra. Hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào mình, thở ra. Rồi bây giờ chúng ta hãy mở mắt ra nào. Hãy chú ý quan sát nhé. Nào, hít vào, tay trái mình nắm lấy phía trên đầu, mang tay bên phải, nghiêng đầu qua bên trái. Nào, hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của bạn ra. Và hít thật sâu, thở thật chậm. Ta giữ ở đây 5 4 3 2 3 1. Hít vào, buông tay, thở ra ta đổi bên nào, nghiêng sang phải, giữ đây nào, 1 2 3 4 5. Hít vào, buông tay, thở ra. Nào, hai bàn chân của chúng ta vẫn đang trụ sát vào nhau, hãy quan sát trước một lần. Hít vào, kiễng bàn chân của bạn lên, kiễng gót chân lên, rồi kiễng cao gót chân của chúng ta lên. Bạn cần siết cơ bụng, siết cái cơ đùi của mình lại, kiễng cao gót chân lên hết mức của mình có thể, rồi thở ra, ta hạ gót chân xuống. Bài tập này sẽ lặp lại nhiều lần nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Hít vào, siết cơ bụng nào, siết cơ đùi, kiễng gót chân của mình lên, rồi kiễng cao lên nhé. Rồi kiễng cao lên, hãy siết cơ đùi của chúng ta lại, siết cơ bụng lại, sẽ giúp cho bạn giữ thăng bằng. Rồi, hạ xuống, thở ra. Hai, hít vào, kiễng gót chân lên. Đúng rồi, siết cơ bụng của bạn lại, tập trung hơi thở nào. Rất là tốt. Rồi, hạ xuống, thở ra. Ba, hít vào, kiễng gót chân lên. Rồi, siết cơ bụng của bạn lại. Đúng rồi, siết thêm cơ đùi. Đúng rồi, hạ xuống, thở ra. 4, hít vào, kiễng chân lên. Đúng rồi, kiễng gót chân lên, siết cơ bụng, siết cơ đùi lại. Nếu bạn thấy khó trong những lần đầu, chúng ta kiễng hơi một xíu thôi. Nếu bạn cơ bụng bạn tốt hơn, chúng ta có thể kiễng cao hơn nha. Rồi, hạ xuống, thở ra. Một lần cuối nào, hít vào, kiễng gót chân lên. Rồi chúng ta giữ ở đây. Nào, siết thêm cơ đùi và cơ bụng lại. 5. Bài tập này còn giúp cho chúng ta giảm mỡ vòng eo nhé. Rất là tốt, tuyệt vời đúng không ạ? 4 3 cố lên nào. 2 Siết cơ đùi vào, các bạn sẽ đứng vững chắc hơn. Và 1 Hít vào, hạ chân xuống. Mình thở ra, nghiêng sườn. Hít vào, vươn tay phải lên, áp sát mang tay.
Nào hãy siết cơ bụng, siết cơ đùi của bạn lại. Rồi nghiêng sang bên trái, nào má của bạn hướng vào bắp tay phải, tay trái để xuôi bên cạnh đùi bên trái. Rồi vẫn tiếp tục siết cơ bụng nhé. Rồi nâng lên, chúng ta mới thở ra. Nào sẽ đổ cho bên còn lại, buông tay phải xuống sát cạnh đùi bên phải, vươn tay trái lên áp sát mang tay. Hít vào, siết cơ bụng, siết cơ đùi, nghiêng sang bên phải. Nào, đẩy căng cánh tay trái của bạn lên, đúng rồi. Siết thêm cơ bụng vào, má hướng bắp tay trái, mắt nhìn lên trần, nâng lên, ta mới thở ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé, bài tập này sẽ lặp lại. Hít vào, vươn tay phải lên, nghiêng trái. Nào hãy siết cơ đùi, siết cơ bụng của bạn lại. Nâng lên, thở ra, hạ tay đổi bên. Hít, vươn tay trái, nghiêng phải. Nào, siết cơ đùi và cơ bụng lại. Đẩy căng cánh tay trái lên, vươn lên, thở ra. Hai, hít, vươn tay phải, nghiêng trái. Nào, siết cơ đùi và cơ bụng lại, đúng rồi. Vươn lên, thở ra. Hít, vươn tay trái, nghiêng phải. Nào, siết cơ bụng và cơ đùi lại. Vươn lên, thở ra. Bài tập này cũng giúp chúng ta giảm mỡ vòng eo rất là tuyệt vời. Một lần cuối, hít, vươn tay phải, siết nhiều cơ bụng và cơ đùi của bạn lại, nghiêng sâu hơn. Nào, chúng ta giữ ở đây. 5, 4, siết cơ đùi lại. 3, nghiêng hơn một xíu nữa nếu có thể. 2, 3, 1, hít vào, vươn lên, thở ra. Buông tay ta đổi bên, vươn tay trái lên. Hít vào, vươn sang bên nghiêng phải. Nào, chúng ta giữ ở đây. 5, 4, siết cơ đùi của bạn lại. 3, 2, 3, 1, hít vào, vươn lên, thở ra. Buông tay, hít vào hai tay, vươn lên cao, cánh tay song song, lòng bàn tay hướng nhau. Nào sẽ quay sang ngang về, đứng về đầu thang để cho chúng ta dễ quan sát. Thở ra vươn dài, lưng kéo dài cuộc sống. Nào, hãy chú ý nào, vươn dài lưng của bạn ra, hai tay bạn nắm lấy chân nhá. Bây giờ hãy chú ý nào, hãy giữ cho lưng của bạn thẳng, để chúng ta giữ lưng thẳng và sẽ cần đẩy ngực của mình lên. Rồi thở ra, bạn còn khả năng chúng ta sẽ tiếp tục gập xuống, nhưng mà hãy lưu ý là chúng ta chỉ gập cái lưng mình thẳng thôi nhá. Và nếu như các bạn tập trong những lần đầu thì hãy chú ý là mình giữ cái lưng của mình thẳng và chúng ta không tiếp tục gập sâu, vì khi bạn cố thêm cái lưng mình sẽ gù lên như thế này thì bạn sẽ đẩy ngược lên thẳng lưng và chúng ta giữ tại đây thôi. Còn các bạn tập lâu hơn thì chúng ta có thể gập hơn, nhiều hơn một xíu nhé. Và tùy theo cơ địa của mỗi người và cái sự luyện tập mỗi ngày của bạn, và bạn sẽ có thể gập được sâu hơn. Nào, chúng ta giữ đây. 5, thẳng lưng lên nào. 4, đẩy ngược lên. 3, 2, và 1, hít vào, buông tay, chống xuống thẳng. Rồi, bạn hạ thở ra, bước hoặc nhảy lùi hai chân về sau trong tư thế tấm ván. Nào, hai tay của bạn chống mở rộng bằng vai, xòe rộng 10 bàn tay ra, áp chặt lòng bàn tay xuống thẳng. Vai mông gót chân trên một đường thẳng, siết bụng dưới của bạn lại, chúng ta giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 3, 1, hít vào, hạ hai gối xuống thẳng. Mình thở ra. Nào, hai chân chúng ta bắt chéo nhau ở cổ chân, chúng ta ngồi xuống thẳng, duỗi thẳng hai chân về phía trước, duỗi thẳng hai chân phía trước, co chân trái lại, cao ngang với đầu gối bên chân phải. Hãy chú ý là chúng ta đẩy ngược lên, đẩy cái lưng dưới và lưng trên thẳng lên nhá. Bạn mình nào,
tay trái chống phía sau người cách mông một chân tay. Nếu các bạn căng thì chúng ta sẽ chống cái tay trái của mình lên viên gạch nhá. Nào, cài trỏ tay phải lên đầu gối trái, đẩy ngược lên đã, giữ lưng thẳng đã. Rồi bây giờ chúng ta mới vặn người sang bên trái. Rồi bạn hãy giữ ở đây nào. 5 4 3 2 3 1. Hít vào, xoay người về trước. Thở ra, đổi bên nào. Co cẳng chân phải cao ngang với bên đầu gối chân trái, tay phải chống phía sau người cách mông một lòng tay, ngón tay xuôi ra ngoài. Nào, cài trỏ tay phải, hít vào đẩy ngực thẳng lưng lên, dựng gót bàn chân trái. Thở ra vặn người sang bên phải, và nếu như bạn căng thì hãy chống cái tay phải của chúng ta lên bên cạnh nhá. Bạn chống hờ tay cao lên. Đó, mình giữ là 5 4 3 2 1. Hít vào, xoay người về trước. Rồi mình thở ra, rũ nhẹ đôi chân. Rồi chúng ta hãy quan sát là co hai gối lại, chống hai tay về một đầu thẳng. Nào, lúc này bạn hãy bước cái đầu gối bên chân phải của bạn phía lên phía trước, để sao cho hai cái đầu gối của chúng ta nó sẽ chồng lên nhau nhá. Và tiếp tục, rồi chúng ta ngồi xuống thẳng. Lúc này bạn sẽ cảm thấy hơi khó ngồi, và nếu như hai cái đầu gối của mình nó sẽ trong những lần chúng ta tập đầu thì nó sẽ chưa chồng lên nhau được. Chúng ta tiếp tục chống hai tay về phía trước, nhấc mông của mình lên, rồi để kề sát hai cái đầu gối chúng ta vào nhau, rồi tiếp tục mình lại hạ xuống một lần nữa. Và hãy chú ý là để cho cái mông của bạn cần phải sát xuống thảm nhé. Và khi bạn thấy rằng là cái mông của chúng ta vẫn chưa chạm thảm, tiếp tục chống hai tay về phía trước, nhấc mông lên, đẩy hai sát cái đầu gối vào nhau, rồi tiếp tục chúng ta lại. Lần này nếu như bạn thấy bạn căng và chưa ngồi được, bạn sẽ sử dụng viên gạch block, chúng ta kê xuống dưới mông, kê viên gạch block xuống dưới mông nhé. Rồi chúng ta ngồi xuống. Vậy bây giờ bạn đã có một tư thế thoải mái hơn rồi. Tay trái để xuống phía dưới, áp vào lưng của mình, vươn tay phải lên, hít vào, thở ra hạ xuống. Và trong tư thế mặt bò, bạn sẽ chú ý quan sát rằng là những lần đầu ấy thì đối với những bạn cứng cổ vai gáy thì chúng ta sẽ rất là khó để bắt được hai cái tay vào nhau nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng sợi dây, mình nối cái sợi dây, hoặc bạn cầm theo cái khăn mặt ở nhà mình ý, cầm theo khăn mặt, cầm vào tay và bạn nối vào hai tay vào nhau. Đó, bạn nối lân lân để hai tay sát vào nhau. Nếu bạn nối được rồi thì chúng ta sẽ móc cái bàn tay vào nhau. Và mình giữ ở trong cái tư thế này. Hãy đẩy ngực của bạn lên nhau, thẳng lưng lên, mắt nhìn phía trước. Nào, hít thật sâu, thở thật chậm. Ta giữ đây. 5 4 3 2 và 1. Rồi hít vào, buông tay, hạ tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta đổi bên nhé. Nào, đưa tay phải của bạn nặng lên, áp cái mông lòng bàn tay vào phía sau lưng của mình. Tiếp tục vươn tay trái lên, hít vào, thở ra, hạ tay xuống, móc hai tay vào nhau. Nếu chưa móc được, bạn sẽ dùng sợi dây để chúng ta có thể tiến hai cái bàn tay vào gần nhau hơn. Nếu bạn móc được rồi thì hãy cố gắng giữ sâu hơn và nắm cổ tay vào nhau nếu có thể. Tuy nhiên trong những lần chúng ta tập đầu đấy thì mình sẽ chưa làm được như vậy đâu. Các bạn sẽ cần sự luyện tập mỗi ngày nhé. Nào, bây giờ chúng ta giữ ở đây, mắt nhìn thẳng phía trước, tập trung vào hơi thở, hít thật sâu, thở thật chậm. Ta giữ đây. 5 4 3. Hít sâu, thở chậm. 2. Bài tập này ngoài chúng ta giảm huyết áp sẽ giúp các bạn lưu thông khí huyết toàn bộ vùng cổ vai gáy và khớp hông khớp háng của mình nhé, giúp chúng ta phòng tránh các bệnh đau lưng. 1. Hít vào, buông tay, rồi thở ra, chống hai tay xuống thẳng, thẳng lưng lên nào, nâng hông của mình lên. Rồi chúng ta đổi bên. Bây giờ bạn sẽ nhấc cái bàn chân trái của bạn lên và bắt qua bên đầu gối chân phải. Chúng ta đổi bên,
chúng ta hạ người mình ngồi xuống. Nào, nếu bây giờ mông của chúng ta vẫn chưa ngồi sát được xuống thẳng, hãy chống hai tay ở phía trước, nhấc mông lên, kê sát hai cái đầu gối vào nhau, rồi chúng ta ngồi xuống. Rồi, bạn đã thấy mông mình sát thẳng chưa ạ? Vẫn chưa sát được thẳng đúng không ạ? Thì chúng ta lại tiếp tục chống hai tay lên, kê sát hai cái đầu gối vào nhau, nhấc cái mông lên. Và hãy mang cái viên gạch block hoặc chúng ta sử dụng chiếc khăn bông nhé, mình để dưới mông của mình. Rồi, chúng ta ngồi xuống. Nào, bây giờ bạn đã có một tư thế thoải mái hơn đúng không ạ? Rồi, chúng ta bắt đầu cho bên còn lại nhé. Nào, tay trái của bạn để ra phía sau lưng, áp cái mu lòng bàn tay vào phía sau lưng. Hít vào vươn tay phải lên, thở ra gập tay xuống, bạn cố gắng móc hai tay vào nhau. Nếu chưa được, hãy sử dụng sợi dây hoặc là sợi dây tâm hoặc là cái khăn nhé. Đó, nếu bạn tiến lại gần được nhau rồi, chúng ta sẽ móc hai tay vào nhau. Nào, thẳng lưng lên, mắt nhìn phía trước, chúng ta giữ ở đây. 5 4. Nếu bạn tập tốt hơn, ta có thể nắm hai cái cổ tay vào nhau, kéo vào gần nhau hơn. Mình giữ nào. 3 2 1. Hít vào, buông tay. Rồi, thở ra, ta đổi bên cho bên còn lại nào. Đưa tay phải của mình phía sau lưng, áp mu lòng bàn tay. Hít vươn tay trái lên, rồi gập tay xuống. Mà cố gắng bạn móc hai tay vào nhau. Nếu chưa móc được, hãy sử dụng sợi dây hoặc chiếc khăn bông nhớ. Và bạn đừng lo lắng rằng chúng ta sẽ không với được. Chỉ trong sau vài lần tập luyện thôi, các bạn sẽ tốt hơn. Nào, bây giờ chúng ta giữ đây, cố gắng móc vào nhau. Móc được rồi thì hãy cố gắng nắm cổ tay. Giữ nào. 5 4 3 2 1. Hít vào, buông tay, thở ra. Hít thở sâu, chống hai tay về một đầu thẳng, nhấc mông của mình lên. Rồi, thu đưa bàn chân trở về mông, ngồi lên gót chân trong tư thế anh hùng ngồi. Tư thế anh hùng ngồi, mông ngồi lên gót chân, hai ngón chân cái của chúng ta chạm nhau nhưng không chồng lên nhau nhé. Chạm nhau nhưng không chồng lên nhau. Hai tay chúng ta chắp lại trước ngực. Hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tập trung vào hơi thở. Hãy quan sát hơi thở của bạn. Hít vào thật sâu. 1 2 3 4. Thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. 8 7 6 5 4 3 2 1. Hít vào thật sâu. 1 2 3 4. Thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong nào. 8 7 6 5 4 3 2 1. Một lần cuối cùng, hít vào. 1 2 3 4. Thở ra thật chậm. 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta trở về hơi thở bình thường. Hãy từ từ mở mắt ra. Và cái bài luyện thở này, nếu như trong những lần đầu mà các bạn chúng ta chưa thở theo được cái hơi thở của nhịp đếm của Hằng Nga, thì chúng ta có thể tự theo hơi thở của mình. Và các bạn cứ hãy luyện tập dần nhé. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một cái hơi thở dài hơn, tốt hơn, giúp chúng ta điều chỉnh lại được cái huyết áp của mình. Trên đây Hằng Nga vừa hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập cho người trị liệu, giúp chúng ta điều hòa lại cái huyết áp của các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là chúng ta cần phải kết hợp với lại một chế độ ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn nhiều đạm này, chúng ta sẽ tăng đạm và tăng cái rau xanh, ăn nhiều rau xanh, vitamin và khoáng chất
hoa quả, đặc biệt là các cái hoa quả các bạn nhé. Và hãy nhớ là chúng ta tránh xa, ví dụ như là kiêng ăn đồ ăn mặn này, những cái đồ chất gọi là như là giống như là đồ hộp đấy, đồ ăn sẵn này, đó, mì tôm đó, thì nó sẽ không được tốt cho sức khỏe của chúng ta, hoặc những cái chất béo mỡ động vật nhá thì cũng không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và hãy nhớ luyện tập cái bài tập này thường xuyên và đều đặn mỗi ngày, và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, cũng như là chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt đều đặn, và sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái huyết áp của mình. Và nếu như bạn muốn rằng có thể được ở trong nhóm để tập cùng với Hằng Nga, hãy nhớ bấm vào cái link tham gia cái nhóm ở bên dưới cái bài tập này, thì Hằng Nga trong nhóm thì sẽ giúp được cho chúng ta luyện tập tốt hơn, giúp chúng ta chỉnh sửa bài tập tốt hơn nhé. Và đừng quên share bài tập này với những người bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng luyện tập và chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Nào, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Nguyễn Hằng Nga. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.